Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Như SNews đã đưa tin, vừa qua trong chương trình Thách thức danh hài, thí sinh Anh Đức trong phần dự thi của mình đã có hành động tát giám khảo Trấn Thành. Ngay sau khi bị chỉ trích quá nhiều, thí sinh này đã lên tiếng tố nhà sản xuất không giữ lời khi vẫn đưa đoạn clip lên sóng. Chương trình Thách thức danh hài mùa thứ 6 đã trở lại và vẫn luôn gây sức hút lớn với khán giả. Phần lớn là do sự phối hợp ăn ý giữa cặp đôi giám khảo Trường Giang và Trấn Thành. Năm nay mặc dù chưa chính thức phát sóng, nhưng loạt ồn ào của thí sinh Anh Đức tát Trấn Thành trong phần dự thi đang khiến chương trình nóng hơn bao giờ hết. Thí sinh Anh Đức hiện đang nhận phải khá nhiều chỉ trích từ khán giả về hành động bị cho là quá đáng với giám khảo Trấn Thành. Cụ thể là nam thí sinh này đã mời Trấn Thành lên chợ diễn giúp mình và ông xã Harry Won cũng vui vẻ đồng ý. Cứ tưởng rằng Anh Đức sẽ có một phần thi trọn vẹn, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, Anh Đức đã tát Trấn Thành mấy cái khiến nam MC bị đơ người và kể từ đó cảm thấy khó chịu, không hề nói một lời nào. Sau khoảng thời gian im lặng, mới đây anh Đức đã lên tiếng với hành động khó hiểu của mình. Anh cho biết vì quá nhập tâm vào phần thi nên đã không kiềm chế được cảm xúc và đã tát Trấn Thành. Hiện anh cảm thấy vô cùng áy náy và nhờ giám khảo Trường Giang gửi lời xin lỗi tới Trấn Thành nhưng vẫn chưa liên hệ được. Bên cạnh đó, anh Đức còn tỏ ra vô cùng bức xúc với nhà sản xuất vì trước đó, hai bên có thương lượng, chương trình hứa sẽ cắt bỏ phần thi của anh Đức, không lên sóng tiết mục của anh vì sợ anh Đức sẽ bị mọi người chỉ trích, đồng thời ảnh hưởng đến danh tiếng của Trấn Thành. Nam thí sinh này đã bày tỏ, ví dụ như nếu muốn đăng thì cứ nói với tôi một tiếng, kiểu bên chương trình đăng thì có khó chịu hay muốn đính chính gì không? Thà nói như vậy thì tôi cũng đỡ buồn và tôi cũng sẽ có một bài đính chính cho mình. Tự nhiên giờ đăng lên thế này thì thật sự cũng có nhiều người chỉ trích tôi, nhưng họ làm như vậy là đúng vì rõ ràng tôi sai mà, không có gì mà phàn nàn hết. Liên hệ với nhà sản xuất Thách thức danh hài, bên nhà sản xuất cho biết, có những trường hợp tế nhị như thế này thì đa phần các thí sinh sẽ xin cắt sóng để không gây tranh cãi và chỉ trích. Thế nhưng trường hợp này, đại diện chương trình không hứa hẹn gì cả, nên quyền lên sóng hay không vẫn là ở chương trình. Hiện tại đoạn clip này thì vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ như thế nào về hành động này của thí sinh Anh Đức? Đừng quên comment ở dưới để cho chúng mình cùng được biết nhé. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe cập nhật những thông tin mới nhất vào trong ngày.